Xin chào các con, như vậy là hôm nay cô Thủy và các con lại tiếp tục được gặp nhau trong một chuyên đề mới. Chuyên đề này là chuyên đề gì các con có biết không? Các con ạ, khi mà chúng mình viết đoạn văn này hay bài văn thì các cô giáo thường nhắc chúng mình là các con hãy lưu ý sử dụng các biện pháp nghệ thuật để câu văn của mình được sinh động hơn, bài văn hấp dẫn hơn. Vậy các biện pháp nghệ thuật đó là những biện pháp nào? Và chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp nghệ thuật ấy ra sao để bài văn của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, hay hơn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong chuyên đề của chúng ta bắt đầu ngày hôm nay. Đó chính là chuyên đề về các biện pháp tu từ. Trong chuyên đề này, cô và các con sẽ lần lượt đến với từng biện pháp tu từ mà chúng ta thường sử dụng. Thứ nhất, đó là biện pháp nghệ thuật so sánh, biện pháp nghệ thuật nhân hóa, rồi còn điệp ngữ nữa. Và đố các con biết còn biện pháp nghệ thuật nào nữa? Cô xin giới thiệu nhé, hai biện pháp nghệ thuật này là hai biện pháp mà cô sẽ mở rộng hơn so với những gì mà chúng ta thường sử dụng ở trong nhà trường. Đó chính là sử dụng câu hỏi tu từ và đảo ngữ. Ở chuyên đề về các biện pháp tu từ này, cô và các con sẽ lần lượt đến với những phần lý thuyết này, những kiến thức cần nhớ. Sau đó là những bài tập từ cơ bản cho đến nâng cao. Chúng mình đầu tiên sẽ nhận biết được các biện pháp tu từ. Và quan trọng hơn là sau đó các con sẽ sử dụng những biện pháp tu từ ấy để viết được những câu văn, đoạn văn, bài văn hay hơn. Chúng ta cũng có thể sử dụng các biện pháp tu từ thường gặp để trong lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Cũng như khi viết bài văn, chúng mình sẽ có được hiệu quả biểu đạt cao hơn và dễ dàng nhận được điểm cao trong các kỳ thi. Chắc chắn rất nhiều điều sẽ được hứa hẹn với các con trong chuyên đề này, phải không nào? Bây giờ chúng mình đã sẵn sàng chưa? Cô Thủy mời các con cùng đến với tiết học đầu tiên của chuyên đề về các biện pháp tu từ. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về biện pháp tu từ so sánh. Chắc chắn nhiều bạn sẽ nói rằng so sánh con biết rồi. Chúng mình đã được làm quen với biện pháp nghệ thuật so sánh từ lớp 3, phải không các con? Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau hệ thống lại những kiến thức đã học, củng cố lại những kiến thức đó và vận dụng để làm bài tập. Nào, chúng mình cùng bắt đầu với phần thứ nhất của bài nhé. Đầu tiên, chúng mình thử nhớ lại xem so sánh là gì? Chắc chắn nhiều bạn sẽ trả lời ngay được với cô, đó là một biện pháp nghệ thuật tu từ. Đúng rồi đấy các con ạ. So sánh là một biện pháp nghệ thuật mà ở biện pháp này chúng ta đối chiếu hai sự vật, sự việc khác nhau nhưng nó lại có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho hình ảnh hay là cho nội dung mà chúng ta muốn biểu đạt. Cô có một ví dụ, đây là một câu ca dao rất quen thuộc đối với chúng mình phải không nào? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở trong câu này, các con có thể dễ dàng nhận thấy công lao của người cha được ví với ngọn núi Thái Sơn. Rồi làm sao nghĩa hay là tình cảm, tình nghĩa của người mẹ đối với con cái được so với dòng nước từ trong nguồn chảy ra. Có lẽ các con sẽ còn gặp rất nhiều hình ảnh so sánh trong các câu ca, câu thơ, câu văn mà chúng mình vẫn thường học trong các tiết học tập đọc. Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh này, cô và các con sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu trong các phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về cấu tạo của phép so sánh nhé. Các con ạ, trong phép so sánh thì đặc điểm so sánh và từ so sánh đôi khi có thể ẩn đi hoặc là không xuất hiện. Các con đến với ví dụ này. Cô gái như đóa hoa mới nở. Ở đây vế A hay là đối tượng được so sánh chính là cô gái phải không các con? Cô gái được so sánh với đóa hoa mới nở, đây chính là vế B. Và từ được so sánh là từ như. Ở đây tác giả đã ẩn đi đặc điểm so sánh. Đây có lẽ cũng là một chủ đích của tác giả đấy các con ạ. Bởi vì việc ẩn đi đặc điểm so sánh này có thể gợi trí tưởng tượng liên tưởng của người đọc, người nghe. Người đọc có thể tưởng tượng ra là gì nhỉ? Cô gái ấy và đóa hoa mới nở có đặc điểm gì giống nhau? Có thể là đẹp này, có thể là tươi này, hay có thể là mơn mởn, đúng không nào? Vâng, cái cách sử dụng này ẩn đi đặc điểm so sánh, đôi khi lại là một cách để khơi gợi trí tưởng tượng bay bổng của người đọc, người nghe. Chúng ta cùng đến với một ví dụ nữa nhé. Chắc hẳn các con không lạ gì với những câu thơ trong bài thơ Cây Dừa của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Rồi lại một câu khác nữa, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Ở đây chính là những hình ảnh so sánh đấy các con ạ. Tuy mình không thấy có từ như hay từ tựa, mà cũng không thấy có đặc điểm so sánh, nhưng các con hãy chú ý, nhà thơ Trần Đăng Khoa ở đây đã khéo léo so sánh quả dừa với đàn lợn con, tàu dừa với chiếc lược. Như vậy các con có thể thấy trong phép so sánh thì hai vế đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh không thể thiếu. Và đặc điểm so sánh, từ so sánh đôi khi có thể được tác giả ẩn đi. Chúng mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Có một số kiểu so sánh thường sử dụng, đó là những kiểu so sánh nào? Thứ nhất, đó là so sánh ngang bằng. Và so sánh ngang bằng thường được thể hiện qua các từ so sánh chúng ta dễ dàng nhận biết qua các từ như là tựa, như, bằng, giống, hệt như, là, vân vân. Khi gặp những từ này thì chúng ta có thể dự đoán ngay đây là biện pháp nghệ thuật so sánh, kiểu so sánh ngang bằng các con ạ. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ, bà như quả ngọt chín rồi, càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng. Ở đây tác giả so sánh bà với quả ngọt đã chín, và từ so sánh được sử dụng ở đây là từ như. Đây chính là biện pháp nghệ thuật so sánh ngang bằng đấy. Thế còn tác dụng của biện pháp nghệ thuật này là gì thì chúng mình sẽ lần lượt tìm hiểu trong các tiết học sau. Đây là một hình ảnh so sánh rất hay và ý nghĩa đấy các con ạ. Bên cạnh phép so sánh ngang bằng thì chúng ta còn có thể gặp phép so sánh kiểu so sánh hơn kém. Kiểu so sánh hơn kém này thường được thể hiện qua các từ so sánh như là không bằng, chẳng bằng, hơn, kém, vân vân. Cô có một ví dụ về kiểu so sánh này. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đây là câu thơ rất quen thuộc được trích trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Trần Quốc Minh. Ở đây, tác giả so sánh rằng những ngôi sao chiếu sáng cả bầu trời đêm suốt một đêm ròng cũng không bằng người mẹ, người đã thức suốt đêm để mang lại cho con giấc ngủ ngon. Qua hình ảnh so sánh hơn kém với từ chẳng bằng này, tác giả thể hiện sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ dành cho con. Mẹ sẵn sàng làm tất cả, còn thức hơn cả những ngôi sao ở trên bầu trời kia để mang cho con giấc ngủ ngon lành. Như vậy các con đã nhớ được những kiểu so sánh thường gặp chưa? Vậy theo các con, tác dụng của phép so sánh là gì? Vì sao mà chúng ta lại thường hay sử dụng phép so sánh trong các bài văn đến như vậy? Các con ạ, khi sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh thì người ta đã nhấn mạnh vào đặc điểm nổi bật của đối tượng được so sánh và làm cho sự vật, sự việc ấy trở nên sinh động và giàu hình ảnh hơn. Ngoài ra, biện pháp nghệ thuật so sánh này còn làm cho câu văn, câu thơ trở nên hàm xúc và gợi trí tưởng tượng cho người đọc, người nghe. Còn một tác dụng nữa, đó chính là thông qua hình ảnh so sánh, tác giả hay người viết, người nói bộc lộ được tư tưởng, tình cảm của mình một cách sâu sắc. Để phân tích và hiểu rõ hơn ý nghĩa và tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh này, cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo là phần luyện tập. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với bài tập số 1 nhé. Bài tập 1. Trong các câu sau, những sự vật nào được so sánh với nhau, xác định đặc điểm và từ so sánh. Các câu đã cho đó là tiếng hát, tiếng hót trong bằng nước, tiếng hót cao bằng mây, hay là đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Câu C, nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã thẳng như trông lạ thường, lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con. Các con hãy suy nghĩ và tìm nhanh cho cô những sự vật được so sánh với nhau và đặc điểm nào của các sự vật ấy được đem ra so sánh, cũng như từ được sử dụng để so sánh là từ gì. Chúng mình bắt đầu từ câu thứ nhất nhé. Tiếng hót trong bằng nước, tiếng hót cao bằng mây. Ở đây rõ ràng các con thấy tiếng hót trong câu thứ nhất này được so sánh với nước. Và đặc điểm để so sánh đó là gì nhỉ? Trong, tiếng hót trong trẻo như nước. Và từ được sử dụng ở đây là từ bằng. Làm được câu thứ nhất, cô tin chắc các con sẽ trả lời ngay được trong câu thứ hai. Có hình ảnh so sánh những sự vật nào với nhau, đặc điểm so sánh là gì? Chúng mình cùng nhìn lên bảng nhé. Ở trong câu này, tiếng hót lại được so sánh với mây. Tiếng hót với mây có chung một đặc điểm, đó là cao. Và từ được so sánh là từ bằng. Trong hai câu thơ này, nhà thơ Xuân Quỳnh đã so sánh tiếng hót vừa trong, vừa cao với nước, với mây. Và ở đây tác giả đã sử dụng cách so sánh ngang bằng với từ so sánh là từ bằng. Nào, thế còn câu B thì sao? Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Cô tin là các con đã có câu trả lời rồi. Ở câu B này, mẹ được so sánh với ngọn gió. Và từ được so sánh ở đây chính là từ là. Thế còn đặc điểm so sánh là gì? Ở đây tác giả đã ẩn đi đặc điểm so sánh. Các con hãy thử suy nghĩ và trả lời cho cô Thủy xem. Đặc điểm so sánh trong câu thơ này là gì nhé? Bây giờ cô mời các con cùng đến với câu C. Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã thẳng như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc, che nhường cho con. Cái này hơi khó hơn một chút bởi vì hình ảnh so sánh nó không được rõ bằng hai câu thơ trên. Nhưng cô tin là các bạn đọc kỹ thì sẽ có câu trả lời. Ở đây, tre được so sánh với trông. Và tre với trông này thì có đặc điểm gì giống nhau hả các con? Đó là cùng, thẳng. Đúng nào? Từ được so sánh đem ra từ so sánh ở đây chính là từ như. Đây chỉ là 3 ví dụ rất là đơn giản về phép so sánh được sử dụng trong các bài thơ quen thuộc với các con. Trong các tiết học sau, mình sẽ tiếp tục được đến và phát hiện ra những biện pháp nghệ thuật so sánh trong những câu thơ câu văn nữa nhé. Nào, bây giờ cô và các con cùng sang bài tập số 2. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng xác định xem ở trong câu thơ, trong đoạn thơ này, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã sử dụng biện pháp nghệ thuật hay hình ảnh so sánh nào? Cô tin là các con sẽ dễ dàng trả lời được. Trong câu thơ này, quê hương được tác giả so sánh với chùm khế ngọt. Quê hương lại được tác giả so sánh với đường đi học. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng quê hương ở đây là một khái niệm vô hình, nhưng lại được so sánh với những hình ảnh rất là giản dị, thân thương. Đó là chùm khế ngọt, là con đường tới trường hàng ngày. Và qua cái hình ảnh so sánh này, tác giả gợi lên cảm giác quê hương vừa thiêng liêng mà lại vừa gần gũi. Quê hương gắn với những kỷ niệm tuổi thơ của mỗi người. Qua hình ảnh so sánh ấy, nhà thơ đã khéo léo bộc lộ tình cảm yêu thương gắn bó với quê hương sâu sắc. Cô tin rằng chúng mình có thể dựa vào những gợi ý này để viết một đoạn văn ngắn thôi, nhưng nêu được tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh trong các câu thơ trên. Bây giờ chúng mình cùng sang bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 3. Em hãy viết lại các câu sau có sử dụng phép so sánh để câu văn gợi cảm hơn. Các con ạ, trong khi viết văn miêu tả thì chúng ta thường hay được các cô gợi ý rằng các con hãy cố gắng sử dụng các biện pháp nghệ thuật như so sánh chẳng hạn, đúng không nào? Như vậy thì câu văn của chúng mình sẽ có sức gợi hình, gợi cảm. Bây giờ chúng mình thử thực hành nhé. Cô có một số câu văn cho trước. Câu A, cây phượng đỏ giữa sân trường. Câu B, dòng sông mềm mại chảy quanh xóm làng. Câu C, đất nước mình rất đẹp. Và câu D, đám mây trắng trôi trên bầu trời. Các con hãy thử suy nghĩ và viết lại các câu văn này có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Để viết được những câu văn thì các con hãy xác định xem những đối tượng được nói đến trong những câu văn đã cho này là gì. và chúng ta sẽ so sánh đối tượng ấy với đối tượng nào. Chúng phải có đặc điểm giống nhau đúng nào? Hay chúng ta phải sử dụng trí tưởng tượng để liên tưởng những đối tượng đã cho ở đây với những đối tượng mà chúng ta sẽ sử dụng để so sánh. Cô có một số gợi ý cho các con nhé. Với câu thứ nhất, cây phượng đỏ giữa sân trường. Chúng ta có thể so sánh cây phượng với gì nhỉ? Có thể với một ngọn đuốc này, ngọn lửa này, hay là với một chiếc ô này, chiếc ô màu đỏ rực. Khi mà hoa phượng nở thì rất là đẹp, phải không các con? Câu thứ nhất cô có gợi ý. Cây phượng như ngọn đuốc rừng rực cháy giữa sân trường. Thế còn với câu văn thứ hai, dòng sông mềm mại chảy quanh xóm làng. Chúng ta có thể so sánh dòng sông với gì? Cô thấy rất nhiều bạn khi viết văn có những hình ảnh so sánh rất hay. Ví dụ dòng sông như dải lụa này, như mái tóc của một nàng tiên trên thiên đình này. Còn rất nhiều nữa cơ. Chúng mình hãy sử dụng trí tưởng tượng bay bổng của mình để mà viết những câu văn thật hay nhé. Còn ở đây cô giới thiệu một câu gợi ý. Dòng sông như dải lụa mềm mại uốn quanh xóm làng. Với câu C, đất nước mình rất đẹp. Các con có thể tham khảo câu văn. Đất nước mình đẹp tựa bức tranh phong cảnh muôn màu. Và câu cuối cùng, đám mây trắng trôi trên bầu trời. Đám mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh có thể gợi lên rất nhiều hình ảnh liên tưởng thú vị, có phải không nào? Còn cô có một câu gợi ý với các con như sau. Đám mây trắng trôi trên bầu trời như con thuyền lướt nhẹ trên mặt biển. Đây là một vài câu văn cô Thủy gợi ý với các con. Các con hãy dành thêm thời gian ở nhà suy nghĩ. Với mỗi câu văn được cho ở đây, mình hãy viết khoảng 2 đến 3 câu có sử dụng những hình ảnh so sánh khác nhau. Khi mà mình đã viết được những câu văn ấy thì cô tin chắc bài văn miêu tả của các con sẽ rất sinh động và hấp dẫn đấy. Nào, chúng mình cùng đến với bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 4. Các con hãy viết đoạn văn tả một loại cây mà mình yêu thích, trong đó có sử dụng phép so sánh. Ở bài tập này, yêu cầu đã được nâng cao lên một chút rồi. Chúng mình không chỉ phát hiện được biện pháp so sánh hay là nêu được tác dụng nữa, mà bây giờ mình phải vận dụng những kiến thức đó để viết một đoạn văn miêu tả. Và ở đây chúng ta phải viết về một loại cây mà mình yêu thích và nhớ là có sử dụng phép so sánh. Bài tập này các con sẽ làm ở nhà và sau đó hãy gửi để cho các thầy cô chấm và nhận xét bài cho các con. Thế bài làm của chúng mình cần phải đạt được những yêu cầu gì? Các con lưu ý để viết đoạn văn cho đúng nhé. Đầu tiên, các con phải viết một đoạn văn đúng với chủ đề, tức là về một loại cây mà mình yêu thích. Đó là yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu thứ hai là trong bài văn của chúng mình phải có ít nhất một hình ảnh so sánh. Cô nghĩ là không khó đối với các con, phải không nào? Như vừa rồi chúng mình đã có một hình ảnh so sánh rất đẹp với cây phượng. Chúng mình cũng có thể so sánh, viết về một cây bàng này, trong đó có thể so sánh là cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ ở giữa sân trường che bóng mát cho các con. Đúng không nào? Hay là chúng mình có thể sử dụng hình ảnh so sánh để tả một cây hoa hồng. Bông hồng thì rất là đẹp, giống như một nàng công chúa kiêu sa. Còn rất là nhiều nữa, cô chỉ gợi ý một vài câu như vậy thôi. Và yêu cầu tiếp theo, các câu văn trong đoạn văn phải được sắp xếp một cách hợp lý, logic. Và chú ý diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, các câu văn có sự liên kết, giống như cô đã dạy các con ở trong chuyên đề về câu ấy. Và cuối cùng, chú ý trình bày sạch đẹp. Một bài văn mà chữ viết sạch đẹp rõ ràng chắc chắn sẽ tạo được thiện cảm cho người chấm bài đấy các con ạ. Đây cũng chính là bài tập cuối cùng của cô dành cho các con trong tiết học ngày hôm nay. Như vậy là vừa rồi, cô Thủy và các con đã tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về phép so sánh. Trong các tiết học tiếp theo, cô và các con sẽ cùng đến với những bài tập, những phần nhấn, những phần cần lưu ý quan trọng hơn nữa đối với biện pháp nghệ thuật so sánh cũng như các biện pháp nghệ thuật tu từ khác. Và cô hy vọng rằng các con sẽ dành thời gian xem lại phần lý thuyết mà cô đã lưu ý với các con, rồi chúng mình sẽ sửa lại những bài tập mà chúng mình làm chưa được hoàn chỉnh. Và nếu có bất cứ khó khăn gì, các con hãy đừng ngần ngại, hãy gửi câu trả lời và các thầy cô của tuyển sinh 247 sẽ sẵn sàng trả lời các con để các con học hành ngày càng tiến bộ hơn. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tất cả các con và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.